chân nghe quen từng biển sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ. Bao giờ cửa tâm tư lạ mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mắt, đưa ta đi về Nguyễn Thủy mai người. Mùa yêu như muôn ngọ, cùng về ngôn ngữ tình làm băng. Xin chào anh nhé. Ở trong clip này tiếp tục em lại test những dòng đẩy Master với mã MQ1000. Dòng này em đang test để gửi cho khách. Đây là một trong dòng của đẩy bãi sử dụng size 3U, công suất cực kỳ khỏe nhá, công suất khỏe. Các bác có thể chơi được full đôi, xúc kép đều được. Đó. Dòng này thì máy KE của nó thì cái dòng máy nhìn bên linh kiện bên trong thì cực kỳ là chất lượng. Và nhất là chất âm của nó ra thì với tiếng bass của nó mềm như bún luôn nhá, mềm và rất là sâu. Bass nó xuống là sâu và cái giải bass nó rất là rộng, cảm giác nghe nó rất là đã. Và cái tải trung khi mà cái dòng công suất lớn đánh lên thì cái miệng của nó ra được loa, nó ra được hết cái chất âm của nó. Nhưng mà tiếng của nó, tiếng trung nó dày quá nhá, dày dặn đó. Tiếng check lên thì nó rất là nhuyễn. Với những cái dòng đẩy công suất như này thì có chơi ghép loa nào cũng rất là hay. Có gió thì cực kỳ là êm, quạt size 3U có gió rất là êm ấy nhá. Quạt chạy êm gần như là không nghe cái gì luôn ấy, rất là êm luôn. Máy khủng. Về bên trong linh kiện máy móc bên trong thì thiết kế quả nguồn xuyến khủng mà được nằm ở trong này, bọc vào lớp quả nguồn bọc rất là kỹ nhá. Tụ lồng nguồn còn phẳng đét như mới nhá. Các bạn nhìn tụ như mới này. Linh kiện của nó có nhìn này. Toàn linh kiện cắm chân hết. Đó. Xin đét đẹp. Máy cực kỳ đẹp về chất nhá. Cái máy KE này thì những cái linh kiện, những con điện trở này, có nhìn toàn những điện trở này, rất là chất lượng. Và vừa rồi em test qua nghe chất âm này, từ tín hiệu từ điện thoại này, cắm thẳng vào đẩy nhưng mà ra chất âm nó cực kỳ là hay, như con lọc luôn. Đây, toàn sử dụng những con IC to nó nhé, IC to, chân to này, DJC. Chung là đây là một trong những con đẩy công suất lớn, khỏe và máy của nó thì những dòng này thì nồi đồng cối đá anh em rất thích. Thì với những chiếc cục đẩy này các bác có thể chơi được full đôi, số kép đều được, công suất khỏe nhé. Con nào mà loa công suất khỏe các bạn chúng ta tìm hiểu, chúng ta chơi dòng này, máy cực kỳ lành, máy cây này Master nhé, thương hiệu của Mỹ. Ok, thì clip em cũng xin tạm dừng lại, xin chào ạ.